Indonesia và Singapore đã xác nhận sẽ cùng nhau chạy đua đăng cai FIFA U20 World Cup kể từ năm 2025. Sẽ cần 6 sân vận động cho việc tổ chức giải đấu. Trong video này, chúng tôi sẽ đề xuất 6 sân vận động tiềm năng ở hai quốc gia cho giải đấu. Tại Indonesia, 4 sân vận động ở 4 thành phố trên các đảo Sumatra, Java, Bali và Borneo sẽ là các địa điểm được chọn. Còn tại Singapore sẽ là 2 sân vận động nằm tại khu vực Kallang. Sau đây là tổng quan về 6 sân vận động tiềm năng mà chúng tôi đề xuất cho ý tưởng đăng cai U20 World Cup của Indonesia và Singapore. Sân vận động Captain Iqbal Adipta tại nước chính Gia Nha, Bali được mở cửa vào ngày 19 tháng 2 năm 2003. Nó đã trải qua một vài lần cải tạo và nâng cấp. Trong đó hai lần cải tạo gần nhất là từ năm 2017 đến 2018 cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 và từ năm 2020 đến 2023 cho FIFA U20 World Cup 2023. Khán đài sân vận động Captain Iqbal Adipta hiện tại đã được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi với 3 màu sắc đỏ trắng đen. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 18.000 khán giả. Khán đài chính của sân vận động nằm ở phía Tây, chỉ phần trung tâm của khán đài này có mái che. Captain Iqbal Adipta là một trong số ít các sân vận động của Indonesia sử dụng loại cỏ lai hỗn hợp với 97% cỏ tự nhiên và 3% cỏ nhân tạo, được thi công bằng máy khâu cỏ hiện đại theo công nghệ của châu Âu. Dàn đèn của sân vận động này cũng mới được nâng cấp thời gian qua để có công suất chiếu sáng lên đến 2.400 lux. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Bali United, đội bóng đang chơi tại Liga 1 Indonesia. Sân vận động Gelora Sriwijaya được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 2001 tại thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 1 tháng 1 năm 2004. Tên gọi ban đầu là sân vận động Jaka Bering, trước khi được đổi tên thành Gelora Sriwijaya để tôn vinh và kỷ niệm đế chế hàng hải Sriwijaya. Sân bóng này đã trải qua hai lần cải tạo vào các năm 2017 và 2021. Trong đó lần cải tạo gần nhất tiêu tốn 20 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động Gelora Sriwijaya có hai nửa mái vòm bao phủ khán đài phía Tây và phía Đông. Mái vòm được cho là đại diện cho cánh buồm, gợi nhớ đến truyền thống hàng hải của khu vực. Trên bức tường chính bên ngoài ở phía Tây và phía Đông được trang trí bằng các họa tiết dệt song kết mang bản sắc văn hóa của Palembang. Sân vận động có 4 khán đài, trong đó khán đài phía Tây và phía Đông có 2 tầng. Sức chứa của sân vận động Gelora Sriwijaya là 23.000 khán giả. Ghế đơn trên khán đài được khảm bằng hai màu đỏ và trắng. Gelora Sriwijaya đạt tiêu chuẩn của FIFA sau khi được cải tạo cho FIFA U20 World Cup 2023. Với mặt cỏ lai được thi công bằng phương pháp khâu cỏ tiên tiến. Và dàn đèn chiếu sáng công suất 2.400 lux. Đây hiện là sân nhà của Sriwijaya FC, câu lạc bộ bóng đá đang chơi tại Liga 2 Indonesia. Sân vận động quốc tế Banten được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2020 tại Serang Regency, tỉnh Banten của Indonesia. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Với kinh phí xây dựng 874 tỷ rupiah Indonesia, tương đương 60 triệu đô la Mỹ. Nó cũng đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA. Khán đài được chia thành 2 tầng, với sức chứa 30.000 khán giả. Ghế đơn được lắp đặt trên khán đài tạo thành một bức tranh khảm gồm 4 màu đỏ, xám, vàng và xanh lá cây. Khán đài chính của sân vận động nằm ở phía Tây, mái che bao phủ gần như toàn bộ khán đài phía dưới. Trong khi đó, 172 đèn pha cung cấp ánh sáng với cường độ 1.500 lux được lắp đặt phía dưới mái che này. Mặt cỏ sân vận động quốc tế Banten sử dụng cỏ Zoysia Macella. Phía ngoài của sân vận động được làm phong phú với các họa tiết đề cập đến văn hóa và truyền thống địa phương. Mặt tiền rất đa dạng với các kết cấu mô phỏng các mảnh thân tre. 4 lối vào ở góc của sân vận động được trang trí bên ngoài với đồ trang trí lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật batik địa phương và văn hóa của người Batui.
sân vận động Batacan được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 18 ha vào ngày 10 tháng 6 năm 2010 tại thành phố Balikpapan, tỉnh Đông Kalimantan của Indonesia. Nó chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2017. Kinh phí xây dựng sân vận động này lên đến 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Đây được xem là sân vận động đẹp nhất trên đảo Borneo. Thiết kế sân vận động Batacan lấy cảm hứng từ sân vận động Emirates nổi tiếng của câu lạc bộ Arsenal, tuy nhiên vẻ ngoài thực tế của nó nhìn giống sân vận động Zalus của Benfica hơn. Với mái che bao phủ toàn khán đài, tuy nhiên mái che này được đỡ bởi các cột chống nằm trên tầng 2 của khán đài, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của khán giả ở một số vị trí ngồi. Khán đài Batacan có 2 tầng ở cả 4 mặt, và hiện tại toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi, có 3 màu sắc là xanh, trắng và ghi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 40.000 khán giả. Nhiều cơ sở vật chất của sân vận động Batacan đạt tiêu chuẩn của FIFA, bao gồm mặt sân sử dụng cỏ Zoysia Marcella. Trong khi đó, với việc lắp đặt 270 đèn LED, dàn đèn sân vận động này có công suất chiếu sáng 2.300 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persiba Balikpapan. Đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia. Jalan Beja là sân bóng nằm ở Kallang. Sân vận động này thuộc trung tâm thể thao và giải trí cùng tên. Nó được khánh thành vào năm 1929. Sân vận động Jalan Beja bắt đầu quá trình tái phát triển vào tháng 12 năm 1999 và chính thức mở cửa trở lại vào tháng 6 năm 2003. Jalan Beja là sân vận động dành riêng cho bóng đá, có thiết kế hai khán đài. Trong đó chỉ có khán đài phía Tây được trang bị mái che. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn, mang đến sức chứa 6.000 khán giả cho sân vận động này. Nó sẽ cần mở rộng sức chứa lên 12.000 đến 15.000 chỗ ngồi cho giải đấu. Mặt sân Jalan Beja sử dụng cỏ nhân tạo đạt tiêu chuẩn của FIFA, cũng sẽ cần nâng cấp lên mặt cỏ lai theo tiêu chuẩn FIFA để tổ chức giải đấu. Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng cần nâng công suất lên 2.400 lux. Sân vận động quốc gia Singapore được khởi công xây dựng trên địa điểm của sân vận động quốc gia cũ vào ngày 29 tháng 9 năm 2010 và chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 6 năm 2014. Với chi phí xây dựng lên tới 1,87 tỷ đô la Singapore, biến nó trở thành một trong những sân vận động đắt giá nhất thế giới. Sân bóng này có sức chứa 55.000 chỗ ngồi và là sân vận động lớn nhất Singapore hiện tại. Khán đài sân vận động có thể thay đổi cấu hình dành cho bóng đá, bóng bầu dục, điền kinh và cricket. Mất khoảng 48 giờ để cấu hình lại cách sắp xếp chỗ ngồi cho phù hợp với sự kiện sắp tới. Sân vận động quốc gia Singapore có mái vòm bằng thép rộng 75.000m², cao 83m, là một trong những cấu trúc mái vòm lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, mái che này là loại có thể thu vào. Do khí hậu nhiệt đới của Singapore, mái của sân vận động được thiết kế để phản chiếu ánh sáng mặt trời nhằm cách nhiệt bên trong, trong khi luồng không khí tự nhiên được sử dụng để làm mát các khu vực dành cho khán giả, với mức sử dụng ít năng lượng hơn so với một địa điểm có quy mô tương đương. Mặt sân vận động quốc gia Singapore sử dụng cỏ Zeon Zoysia được lắp đặt vào năm 2019. Trước đó, sân vận động này từng sử dụng cỏ lai của thương hiệu nổi tiếng Desso Grassmaster.